Sau một thời gian mật phục, kết hợp cùng nhiều phương án xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và một số đơn vị khối an ninh nhân dân Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Tuần Giáo, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Điện Biên phối hợp bắt giữ 4 đối tượng, phá thành công chuyên án 422S, bắt quả tăng 4 đối tượng tại km 01+700, quốc lộ 279, thuộc địa phận thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, khi đang trên đường vận chuyển 115 bánh heroin đi tiêu thụ. 4 đối tượng bị bắt giữ cùng trú tại bản Tin Lán, xã Nua Ngam, huyện Điện Biên là Giàng A Trừ, sinh năm 1996, Lia Khá, sinh năm 2000, Lia Mạnh, Giàng A Só cùng sinh năm 2002. Tại hiện trường bắt giữ, 4 đối tượng đang mang theo 4 ba lô, bên trong chứa 115 bánh heroin với tổng trọng lượng 40,2 kg, cùng 5 điện thoại và 10,5 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy này được các đối tượng mua từ Lào, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ tại Lào Cai.